Dạ, con xin thân ái kính chào quý cô chú bạn chị em cùng với quý mục sư tôi tớ của Chúa. Chúng ta đang có mặt trong dung câu hỏi thánh thiên ái ạ. Dạ, cảm ơn Chúa vì thêm một ngày nữa mà chúng ta được gặp nhau tại đây để chúng ta cùng nghe lời Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa và chúng ta thông công với nhau. Cảm ơn Chúa vì con được một đặc ân, con bởi ơn điển của Chúa mà con được ngồi tại đây để con truyền tải sự sức giàu của Chúa và để cho con ngồi ở đây và đánh đàn để chúng ta cùng thờ phượng Chúa ạ. Thì hiện tại xin mời cô chú mạnh trên chúng ta đến với chương sự cùng. Xấu xa trong đời sống của con, thiêu đốt những gì còn ô nhơ, thiêu đốt những gì không đẹp ý của Chúa.
ai yêu cầu danh ngài và sự thần tính của Chúa. Suy nghĩ không đẹp lòng Ngài, những suy nghĩ chết,
Chúa ơi, xin đến đổi thay một ban suy nghĩ đời sống của chúng con. Và Chúa ơi, một lần nữa Chúa ngài hãy giúp chúng con kiên nhẫn, cho chúng con có tấm lòng kiên nhẫn và chúng con đứng đợi đợi nguồn phước đến từ nơi ngài. Lần nữa đời sống của Chúa bởi nơi một đấng cứu thế của chúng con, chỉ
mở nơi một mình duy Ngài. Chúng con mong sự sống đến từ nơi Chúa, để sự sống đời đời, sống viên mãn trên đời Chúa. Chúa ơi, xin đến ngay thời giờ phút này, Chúa ơi, ngự giữa tấm lòng của con cùng với Chúa chúng và anh em, tấm lòng đang khao khát sự đổ đầy của Ngài đến trên đời sống của họ. Đổ đầy Chúa ơi, đổ đầy chúng con Chúa ơi. Xét tâm đến chúng con, ngày đổi thay mỗi bao suy nghĩ. Ngày giờ xét tâm tính, đổi thay mỗi bao suy nghĩ. Chỉ với nơi cha, còn mong sự sống nơi Chúa. Ngày giờ xét tâm tính, đổi thay mỗi bao suy nghĩ. Chỉ với Ngài cha, con mong sống nơi Ngài. Ngày giờ chúng con kiên nhẫn, ngày dừng con kiên nhẫn, chung đời từ nơi chân Chúa. Chỉ với Ngài cha, con mong sống nơi Chúa. Ngày dừng con kiên nhẫn, trong đời từ nơi chân Chúa. Chỉ bởi nơi cha, con mong sống nơi. Ô là nữa Chúa, nghe dùng con ngợi Chúa, nghe dùng con hơi Chúa, như là hạt mùi của đất. Chỉ bởi nơi cha, con mong sự sống nơi Chúa. Chúng con mà Ngài xem xét tấm lòng của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài đã sử dụng chính đời sống của chúng con là một nguồn ánh sáng lan tỏa sự yêu thương của Chúa. Xin đến ngay giờ này Chúa, đến ngày quay phòng chúng con. Và cảm ơn Chúa vì Ngài đã bảo vệ, vì Chúa Ngài đã đấng chăm sóc chúng con. Chúa Ngài là đồng cỏ xanh tươi để mà chúng con nghỉ ngang ở nơi này. Ở mé nước bình tĩnh của Chúa, Ngài đã yên ủi tấm lòng của chúng con. Đồng cỏ xanh tươi là nơi con nghỉ ngang. Mé nước bình tĩnh, Ngài ủi muôn con. Trọn đời sống con trong cánh tay Ngài, ơn phước Chúa theo con đến muôn đời. Đời sống chúng con đây, đời sống con đây, mình xin dâng hết cho Ngài, xin Chúa vui dùng làm ý con bị trao. Trọn đời sống con trong cánh tay.
Vậy chúng ta tiếp tục đến với Chúa trong sự cầu nguyện à. Dạ thì giờ này con kính mời cô Năm Gõ sẽ cầu nguyện cho thì giờ mà chúng ta nghe lời Chúa. Đặc biệt rồi, cảm ơn Chúa. Hallelujah, con cảm ơn Chúa. Hallelujah, con ngợi khen cha. Con cảm ơn Chúa, Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Ngài là đấng yêu thương chúng con, Ngài là đấng chăm giữ chúng con. Chúng con chẳng thiếu thốn gì, con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cảm ơn Chúa vì Chúa gom bó chúng con buổi tối ngày hôm nay. Chúng con ngồi trên phòng online này để chúng con ngồi dưới bề chân của Chúa, chúng con nghe lời Chúa. Xin Chúa công ban ơn cho mục sư chia sẻ lời của Chúa cho chúng con. Xin Chúa cũng ban ơn cho ông cũng được sự đầy ơn của Chúa, ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước. Xin Chúa cũng ban cho ông sức dầu mới cho ông, đặc biệt dầu mới quyền năng, dầu mới quyền năng để chúng chia sẻ lời của Chúa qua chúng con, để chúng con dầm thấm trong tâm trí của chúng con. Xin Chúa cũng ban ơn cho tất cả anh chị em chúng con để có tấm lòng biết khiêm nhường hạ mình để nghe lời Chúa, để em chia sẻ qua dòng chảy qua chúng con, để chúng con nắm bắt, chúng con học theo lời của Chúa chỉ dẫn. Xin Thánh Linh Chúa cũng ở cùng chúng con từng người một để dẫn dắt cho chúng con có sự sáng suốt, sự khôn ngoan, để chúng con học, chúng con nắm bắt lời Chúa, chúng con nghe lời Chúa, con làm theo lời của Chúa chỉ dẫn. Cho ơi, con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ơi, xin Chúa cũng đăng ơn cho một sư chia sẻ lời Chúa. Xin Chúa quý Chúa cũng bao phủ cho gia đình của ông cũng được sự đầy ơn của Chúa, bình an trong dòng huyết của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah, con ngợi khen cha. Và con xin dâng tất cả anh chị em chúng con trên phòng cầu nguyện toàn cầu lên lắng cánh tay quyền năng của cha. Xin chân dâng tất cả, xin Chúa cũng sức dầu mới đặc biệt trên phòng cầu nguyện này và phòng internet, những phòng âm thanh ánh sáng và tất cả điện đài của chúng con, những cái điện thoại của chúng con các khắp mọi nơi, để có đủ pin đủ mạng cho chúng con nghe lời Chúa trong khi một sư chia sẻ thì cho được không bị gián đoạn, để chúng con nghe lời từ đầu cho đến cuối giờ. Cha ơi, con cảm tạ ơn Ngài. Con xin dâng tất cả những lời cầu nguyện của con lên cánh tay năng của cha. Con nói rằng chúng con yêu Ngài và chúng con cúi đầu thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Nông Gõ. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục được thờ phượng Chúa và cùng học lời Chúa chung với nhau. Giờ này chúng ta cùng vỗ tay hoan nghênh về sự hiện diện của Chúa nơi đây. Cũng hoan nghênh đầy tớ của Chúa là mục sư James Tân sẽ có lời Chúa trong buổi tối ngày hôm nay, cũng như là cô Gina sẽ thông dịch lời Chúa ạ. Dạ, kính mời mục sư ạ. We welcome you, Pastor James. This is your time. Hallelujah. Hallelujah. Who is my interpreter? It's me. It's me. Again, yeah. Gina Bui. Yes, it's me. Okay, praise the Lord. Ngợi khen Chúa. I know that it is Chinese New Year, Lunar Year, and many people are celebrating New Year. Và đây là cái lễ hội Tết Tết truyền thống của mình đúng không ạ? Và chúng ta đang trong cái mùa ăn Tết. Right now my brother and sisters are having a big feast downstairs. Và quý ông bà chị em đang rất là vui mừng để mà tận hưởng cái mùa Tết này. Yeah, I'm back to my father's house. Sorry, Pastor James, it's a little bit problem with your voice. I'm back to my father's house. Tôi đang trên đường quay trở lại về nhà của bố của tôi. Yeah, because it's another province, my father's house, so I come back to celebrate New Year with him. Bởi vì cái mùa này thì tôi cũng sẽ quay trở lại với bố của tôi để tôi cùng tận hưởng cái mùa Tết với lại bố của tôi. So how is your New Year celebrations?
Pastor, is it a little bit problem? This means that it's not very clear. I say, how is your New Year celebration? Okay. So, mọi người nghe rõ không ạ? Mọi người nghe mục sư rõ không ạ? Yeah, it's either my side, the connection not good, or your side, or the Zoom on the whole. But it's okay. I try to speak louder. Yeah. Okay. Yes. So how is your New Year celebrations? Vậy thì năm mới của quý anh bạn chị em như thế nào vậy ạ? You know, it has been a very busy week for me. Đối với tôi thì cái tuần này nó rất là bận rộn. This week I have to preach 5 times. Tuần này là tôi phải giảng lời của Chúa 5 lần luôn. Tomorrow lunch hour I will preach in Zoom for another church, and Saturday I will preaching to this Ho Chi Minh church, and Sunday morning I will preaching in another church back in Kuala Lumpur, and then Sunday afternoon I'll be preaching in Hokkien. Có nghĩa là ngày mai thì tôi sẽ giảng, rồi ngày mốt tôi cũng giảng cho một hội thánh ở Hồ Chí Minh, rồi ngày mốt nữa, ngày sáng Chủ nhật tôi lại giảng cho hội thánh ở Kuala Lumpur ở thủ đô của Malaysia, rồi ngày tới nữa, qua thứ hai tôi lại giảng tiếp nữa. So when people are celebrating, I praise God that all of you come and listen to the words of God. Và khi tôi truyền giảng lời của Chúa thì tôi muốn quý anh bạn chị em lắng nghe lời của Chúa. You have done well, praise God. Quý anh bạn chị em đã làm rất tốt, ngợi khen Chúa. Yeah, because even I'm out stations, I still remember tonight I'm supposed to share the words of God to you. Mặc dù là bây giờ là tôi đang ở ngoài, tôi đang ở bên ngoài á, nhưng mà tôi vẫn nhớ là tối ngày hôm nay tôi phải chia sẻ lời Chúa cho quý bạn chị em. Hallelujah. Hallelujah. Now tonight I want to share with you something relating to Jesus, the lover of our souls. Và tối ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý bạn chị em về cái chủ đề đó chính là Chúa Giêsu yêu chúng ta. How many of you are thankful that Jesus save your life? Bao nhiêu quý anh bạn chị em ở đây cảm ơn Chúa, biết ơn Chúa vì Ngài đã cứu cuộc đời của chúng ta? Are you excited you are saved by Jesus? Quý anh bạn chị em có cảm thấy phấn khởi khi quý anh bạn chị em được cứu bởi Chúa Giêsu không ạ? Or are you just feeling that, well, I'm just okay? Hay là quý anh bạn chị em chỉ cảm thấy là cảm thấy ok, cảm thấy ổn thôi ạ? You see, God is always doing something new in our lives, in the church, and in our country. Quý bạn chị em biết đó, Chúa Ngài luôn luôn làm một cái điều mới cho cuộc sống của quý bạn chị em, cho người nào đó và cho đất nước của quý bạn chị em. I say this is Jewish calendar 5782. God is going to do new things. Và đây là cái năm mới, cái lễ của cái Tết truyền thống của chúng ta 2022, Chúa Ngài sẽ làm một cái điều mới. I appreciate 5 represent the grace of God. Và tôi nói là cái năm nay sẽ là năm tốt lành của Chúa. 7 represent perfections. Số 5 là số 5 tượng trưng cho điều tốt đẹp. 5 and 7 represent happiness, right? Perfections. Perfection. Yes. Số 7 là sự đầy trọn của Chúa, là sự toàn hảo của Chúa. 8 represent new beginnings. Và số 8 tượng trưng cho sự khởi đầu mới. 2 represent double blessing on you. Và số 2 là gì ạ? Số 2 là sự sức giàu gấp đôi cho quý anh bạn chị em. Hallelujah. Hallelujah.
And I also believe that God is going to release a fresh anointing upon this church. Và tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ ban sự sức dầu tươi mới đổ trên hội thánh này. We have to be sensitive to catch it. Và chúng ta phải thực sự nhạy bén để nhận lãnh được cái sự sức dầu đó. Tonight, I just want you to look at the book of Amos, chapter 9, verses 14 to 15. Old Testament, the book of Amos, chapter 9, verses 14 to 15. Chúng ta hãy cùng nhau mở ra sách Amos, đoạn số 14. Câu số 14. Chapter what? Chapter 9. Yeah. Chúng ta hãy cùng nhau mở ra sách Amos đoạn số 9 câu số 14. Verses 14 to 15. Dạ, từ câu số 14 cho đến câu số 15. Please read to them. Chúng ta hãy cùng nhau đọc nhé. Đoạn Amos đoạn số 9 từ câu số 14 cho đến câu số 15. Ta sẽ đem dân Israel ta từ chốn lưu đày trở về. Họ sẽ lập lại các thành bị tàn phá và sống ở đó. Họ sẽ trồng vườn nho và uống rượu nó. Nó sẽ cày cấy vườn mình và ăn trái nó. Ta sẽ lại trồng Israel trên đất của họ. Và họ sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mà ta đã ban. Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời người phán vậy. Amen. You know that Amos write this 760 years before Jesus was born. Chúng ta biết rằng tiên tri Amos đã viết cái sách này vào năm 760 trước khi mà Chúa Giêsu ra đời. At that time, the country Israel was prospering. Và nói về lúc cái thời điểm này thì cái dân Israel vẫn đang rất là thịnh vượng. They are rich. Họ rất là giàu có. But they are far away from God. Nhưng mà họ lại xa cách Chúa. This is always the problems with human beings. Và đây luôn luôn là cái vấn đề nan giải của tất cả mọi con người chúng ta. And this is also the problem of the nation Israel in time past. Và đây cũng là cái vấn đề nan giải của cái dân tộc Israel trong suốt khoảng thời gian. So God speak to Amos, says, hey, look, I will bring my people back from exiles. Và thế là Chúa Ngài phán qua tiên tri Amos trong câu số 14 là gì ạ? Ta sẽ đem dân Israel ta từ chốn lưu đày trở về. They will rebuild the cities and live in them. Họ sẽ lập lại các thành bị tàn phá và sống ở đó. And they will plant vineyards and drink their wine. Họ sẽ trồng vườn nho và uống rượu nó. And they will make gardens and eat their fruits. Họ sẽ cày cấy vườn mình và ăn trái nó. And in verse 15, just now we read, he say, I will plant Israel in their own land. I'm taking back and plant them in their own land. Và trong tiếp câu số 15 nói rằng ta sẽ trồng lại Israel trên đất của họ. It says, never again to be uprooted from the land I have given them. Và họ sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mà ta đã ban. And this is what I believe the Holy Spirit is speaking to us. Và đây là cái điều mà tôi tin chắc Đức Thánh Linh Ngài đang muốn phán với tất cả chúng ta. I will place every one of you within your land and let nothing take away from you. Ta sẽ trồng lại Israel trên đất và các con sẽ không hề bị nhổ khỏi cái đất đó mà ta đã ban. Jesus loved us so much that he wanted us to walk
in the perfect plan of God and not to turn away from what he wants us to be in. Và chúng ta muốn và Chúa Ngài quá yêu tất cả chúng ta nên Ngài muốn chúng ta bước đi theo cái kế hoạch hoàn hảo của Ngài mà không muốn chúng ta phải bị đánh mất cái sự chú ý đi. So this new year is opportunity to change our concept on our belief. Và trong cái năm mới này, đấy là cái cơ hội rất là tuyệt vời để chúng ta có thể thay đổi cái tâm trí của chúng ta, thay đổi về những cái định kiến hay là những cái tư tưởng của chúng ta. It is also time to change our concept in our lives. Và đấy cũng là cái cơ hội để chúng ta có thể thay đổi những cái suy nghĩ của chúng ta về cái đời sống này. It is also the time to look at the value of life differently. Và đây là cái cơ hội để chúng ta đánh giá, lượng giá lại cái giá trị cuộc sống một cách khác biệt hơn. It is time to look into our emotions, our thoughts, our desire, how we can let God take control of it. Và đây cũng là cái thời gian để chúng ta suy nghĩ lại những cái cảm xúc, những cái kế hoạch, những cái dự định, những cái ao ước của chúng ta và hãy để Chúa Ngài nắm giữ hết tất cả những điều đó. And we have been hearing God's words every night. Và chúng ta đều nghe rằng Chúa Ngài làm việc cả ngày lẫn đêm. Are we hearer of God's words or are we doers of his words? Là Chúa, chúng ta hãy làm theo công việc mà Chúa, hay là chúng ta để Chúa làm những cái công việc đó. You know, it's so easy just to sit there and then the speaker will preach to us and we got excited and we say hallelujah, very good message. Rất là dễ để cho chúng ta có thể ngồi ở đó và lắng nghe là đây là một cái sứ điệp hay, đây là một cái điều hay. Why are we doing what the word say to our lives? Con xin lỗi quý anh bạn chị em, cái câu hồi nãy là quý anh bạn chị em có làm theo cái điều mà Chúa Ngài đã dự định cho quý anh bạn chị em làm không? Và đó chính là cái lời mà mục sư James nói lại, đó chính là nhưng mà quý anh bạn chị em có đang làm cái điều mà Chúa, khi quý anh bạn chị em nghe sứ điệp của Chúa, quý anh bạn chị em có làm theo không ạ? And I praise God, the people of TNI Church, you are establish yourself in the words of God. Và tôi cầu nguyện cho hội thánh thiên ái là quý anh bạn chị em sẽ lập nền trên lời của Chúa. I'm also speaking for those who are hearing through Facebook or YouTube. God want to do something new in your life. Và tôi cũng muốn nói với những quý anh bạn chị em nào đang coi Facebook hay là coi YouTube thì Chúa Ngài cũng đang muốn làm một cái điều gì đó mới trong đời sống của quý anh bạn chị em. And what I feel the Lord is saying to us is if you are far away from God. Và cái điều mà tôi nghe được từ Chúa đó chính là các quý anh bạn chị em đã xa, rất là xa khỏi Chúa. It is time to come back to the Lord. Và đây là cái thời điểm để quay trở lại với Chúa. It is time to turn around, let God renew our lives. Đây là cái thời điểm để quay lại, để Chúa Ngài làm một cái điều gì đó mới cho đời sống của anh bạn chị em. It is time to allow God to rebuild our church, rebuild our nations, to rebuild our family, to rebuild our lives. Đây là cái thời điểm để Chúa Ngài xây dựng lại hội thánh của chúng ta, xây dựng lại gia đình, xây dựng lại tất cả mọi thứ cho trong đời sống của chúng ta. You are not going to walk the same old way again and again. Chúng ta sẽ không còn có đi lại con đường cũ một lần nữa hay là lần nào nữa. Chúng ta không bước đi theo con đường cũ nữa. That's why you attended the meeting tonight because you want to know more about the words of God that our life can be transformed.
Và đó là quý anh bạn chị em cảm thấy thật sự là biết ơn và phấn khởi, bởi vì tối buổi nhóm ngày hôm nay quý anh bạn chị em nghe lời của Chúa để thay đổi đời sống của quý anh bạn chị em. Hallelujah. And so it is time to allow God to take control of our lives if you are far away. Và đây cũng là cái thời điểm để quý anh bạn chị em cho phép Chúa Ngài nắm quyền tể trị cho đời sống của quý anh bạn chị em vào tối ngày hôm nay. Nếu quý anh bạn chị em xa rời khỏi Chúa, we have to be very careful. Chúng ta phải rất là cẩn thận với cái điều đó. Because when someone walks out of God's ways, bởi vì ai mà bước đi ra khỏi kế hoạch của Chúa, his heart is hardened. Cái tấm lòng của chúng ta sẽ càng ngày trở nên cứng cỏi hơn. And it's difficult to hear the voice of the Holy Spirit. Và rất là khó để chúng ta có thể lắng nghe được tiếng phán của Đức Thánh Linh. Right. God is saying to you tonight. Nhưng mà tối ngày hôm nay Chúa Ngài phán với quý anh bạn chị em. Come back to him. Hãy quay trở lại với Ngài. Hãy quay trở lại với Chúa. Because I believe at this time and season he is rebuilding our lives. Bởi vì tôi tin tối ngày hôm nay Chúa Ngài sẽ xây dựng lại cái đời sống của chúng ta. You remember Jesus forgive the woman who was caught in adultery. Chúng ta nhớ câu chuyện mà Chúa Giêsu Ngài đã tha thứ cho người phụ nữ phạm tội tà dâm không ạ? That is recorded in the book of John chapter 8 verse 3 to 11, but we are not going to read it, just for your reference. John chapter 8 verse 3 to 11. Và tôi trong cái đó chính là trong Giăng đoạn số 8 câu số 3 cho đến câu số 11, nhưng mà chúng ta sẽ không đọc cái đó, nhưng mà tôi cho quý anh bạn chị em câu kinh thánh để quý anh bạn chị em về coi câu chuyện đó. You know, the man brought the woman and asked Jesus what to do with her. Người ta đem đến cho Chúa Giêsu người đàn bà phạm tội tà dâm và hỏi Chúa Giêsu là phải làm gì với người phụ nữ này đây. Men are very selfish. Chúng ta họ rất là muốn, rất là họ tố cáo đúng không ạ? The woman could not commit adultery herself. Người phụ nữ, cái chúng ta thấy là sao, người đàn ông thì không bị phạm tội, chỉ đem có người phụ nữ bị phạm tội tà dâm đúng không ạ? Chỉ có một người phụ nữ thôi. So they caught the woman, the man, free. Bởi vì sao hai người mà phạm tội tà dâm là phải có hai người, nhưng mà họ cho người đàn ông tự do, họ đem người phụ nữ bị phạm tội tà dâm đến. They wanted Jesus to pass judgment according to Moses' law. Họ đem cái người phụ nữ tà dâm đến cho Chúa Giêsu và muốn Chúa Giêsu Ngài thực hiện cũng như là cái điều luật của Môi-se. If according to the Moses' law, this woman was to be stoned until she died. Họ muốn là Chúa Giêsu nói là người phụ nữ này phạm tội tà dâm thì phải bị ném đá cho đến chết. And what did Jesus tell her? Nhưng mà cái điều mà Chúa Giêsu Ngài nói với người phụ nữ là như thế nào ạ? I mean, what did Jesus told the people who brought her? Hay nói chính xác hơn là Chúa Giêsu Ngài đã nói với những cái người mà đem cái người phụ nữ này đến là như thế nào? Jesus says, "You who have no sin, throw the first stone." Chúa Giêsu phần nói rằng ai trong số các ngươi là cái người không phạm tội bao giờ thì hãy ném đá người phụ nữ này đi. And the Bible says they all left. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là gì? Họ, tất cả họ đều bỏ đi. And Jesus spoke to the woman, "I don't pass judgment on you. Go ahead and live new life. Do not sin again." Và Chúa Giêsu Ngài cũng phán với người phụ nữ là gì? Ta cũng không còn kết tội con nữa. Hãy đi và đừng phạm tội nữa. And in the book of Luke chapter 15 verses 11 to 32, Luke chapter 15 verses 11 to 32, we are not going to read it. The Bible talk about the prodigal son.
Chúng ta cũng biết là trong sách Luca đoạn số 15 nói về người con trai khoan đàng. The father's heart loved the prodigal son. Chúng ta biết rằng tấm lòng của người cha yêu thương cái đứa con hoang đàn này. The father waited for the son to come back. Chúng ta biết rằng người cha đợi chờ để đứa con quay trở lại. This is our father's heart. If you have moved far away from him, he is calling you to come back to him. Đấy là cái tấm lòng của người cha. Nếu mà quý anh bạn chị em có đi xa khỏi Chúa thì Ngài luôn kêu gọi quý anh bạn chị em hãy quay trở lại với Chúa. You know, about 3 weeks ago, quý anh bạn chị có biết không, 3 tuần trước, I talked to myself, I wanted to buy 3 new shirts. I talked to myself, I wanted to buy 3 new shirts. Ba tuần trước đó, tôi nói với bản thân tôi là tôi sẽ mua 3 cái áo mới. And I didn't even tell anybody. Và tôi cũng không có nói cái điều này với ai cả. And because I was busy, I just keep the idea aside. Nhưng mà bởi vì tôi quá bận rộn nên là cái tư tưởng này tôi chỉ giữ trong lòng thôi. 1 week later, one person came back from overseas. He brought me 3 shirts, new one, and said, "Brother, I want to bless you 3 new shirts." Nhưng mà một tuần sau đó thì có một người họ quay trở lại. Họ quay trở lại và họ gặp tôi, họ đi xa và họ quay trở lại, họ gặp tôi, họ nói là tôi muốn chúc phước cho ông và thế là tặng cho một sư chị em 3 cái áo mới và muốn chúc phước cho một sư chị em 3 cái áo mới. Amen. You see, I'm not talking about the shirts. I'm trying to tell you God knows our thoughts. Nếu mà bạn chỉ không, mà tôi không có nói cái ý tưởng này cho ai, và cái điều tôi muốn nhấn mạnh đó chính là gì? Đó chính là Chúa Ngài biết cái tư tưởng, cái ý nghĩ trong lòng của chúng ta. So we have to be careful what we think all the time. Nên là chúng ta phải rất là cẩn thận với những gì mà chúng ta hay suy nghĩ. And one of the things I say is our mind. Let the Lord control our mind. Đó là cái điều mà tôi hay nói với Chúa là hãy Chúa ơi, Ngài hãy kiểm soát cái tâm trí của con. Praise the Lord. Ngài kêu Chúa. Now, we want to see in the process of rebuilding what are the obstacles. Trong cái quá trình xây dựng lại cái hội thánh thì cái đâu là những cái cản trở, chướng ngại đây ạ? Many people say I want to be good, I want to be close to God, but I have no strength. Có nhiều người nói là tôi muốn được gần Chúa, tôi muốn ở với Chúa, nhưng mà tôi không có sức mạnh. It is easy to walk away from God than to come back to God. Chúng ta thấy rằng rất là dễ để đi xa khỏi Chúa, nhưng mà rất là khó so với cái việc mình quay trở lại với Chúa. So in the book of 1 Peter chapter 5 verse 8. Chúng ta cùng mở trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn số 5. 1 Peter chapter 5 verse 8 he says Satan is like a roaring lion. Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu số 18 nói là gì? Ma quỷ như là sư tử rống. He is seeking those that he can devour. Nó đi tìm được những người nào mà có thể cắn nuốt được. So we even as Christian we have to be very vigilant. Cho dù là chúng ta là những người là Cơ Đốc nhân rồi, chúng ta cũng phải rất là cảnh giác. You know, sometimes Christians are very proud. They think that they can
do anything and God will just take care of it. Và có rất là nhiều cơ đốc nhân đó, họ khá là kiêu ngạo, họ nghĩ là họ làm cái gì là Chúa Ngài cũng sẽ chăm sóc cho họ. You remember Jesus spoke to Peter and say, Satan want to sieve you like sieve the wheat, but I have prayed for you. Nhưng mà chúng ta nhớ không mà chúng ta nhớ Chúa Giêsu đã nói gì với Peter trước khi mà Ngài thập tự giá không ạ? Trước khi Ngài lên thập tự giá, Chúa nói gì? Sa-tăng đòi sàn sảy con, nhưng mà ta đã cầu nguyện cho con. This is written in the book of Luke chapter 22 verse 31 to 32. Đó là trong Luca đoạn số 22 câu số 13 cho đến câu số 14. Chúng ta thấy được cái đoạn đó. We see many Christians and men and women of God fell in their ministries, in their lives. Chúng ta thấy rằng gì có rất là nhiều người nữ người nam trong Chúa họ đã bị thất bại trong cái chức vụ của mình. We cannot underestimate the power of Satan. Nên là chúng ta đừng có bao giờ đánh giá thấp cái quyền lực, cái hạn mức của Satan. Even we knew that Jesus had made us to be overcomer, we have to guard our lives that we will not fall in the trap of the enemy. Cho dù chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Ngài đã đắc thắng ma quỷ và Ngài đã có điều đó, nhưng mà chúng ta cũng không có nên mất cảnh giác, nhưng mà chúng ta hãy canh giữ tấm lòng của canh giữ đời sống của chúng ta. Chúng ta không có bị rơi vào cái cạm bẫy của ma quỷ. I thank God the people of this church, TNI church, you are very strong in the Lord. Tôi cầu nguyện cho tất cả quý anh bạn chị em trong hội thánh thiên ái, tất cả quý anh bạn chị em đều thực sự mạnh mẽ, nhận lấy năng lực đến từ nơi Chúa. But we can be stronger, glory to God. Nhưng mà chúng ta có thể càng ngày càng mạnh mẽ hơn nữa, ngợi khen Chúa. We can be better, praise the Lord. Chúng ta có thể trở nên tốt hơn nữa, cảm ơn Chúa. And so on the third one, the third value we see is we must know our value as believers. Và cái điều thứ ba là chúng ta cần phải biết cái giá trị của chúng ta là người cơ đốc nhân, chúng ta có những gì. Now you see if you read the book of 2 Timothy chapter 2 verse 20, can you please read to them? 2 Timothy chapter 2 verse 20. Chúng ta cùng mở trong Timothy chapter 2 verse 20. Chúng ta cùng mở trong Timothy nhì đoạn số 2 câu số 20. Con xin phép được đọc cho mọi người là: trong một ngôi nhà lớn không chỉ có bình bằng vàng, bình bằng bạc, mà cũng có bình bằng gỗ, bằng đất nữa. Thứ thì dùng vào việc sang, thứ thì dùng vào việc hèn. Amen. So after reading the verse, what do you think you are? Sau khi mà đọc xong cái câu này, quý anh bạn chị em nghĩ quý anh bạn chị em là ai? It says that in the large house there are articles not only of gold and silver but also of wood and clay. Trong một ngôi nhà lớn không chỉ có bình bằng vàng, bình bằng bạc mà cũng có bình bằng gỗ, bằng đất nữa. Some are for special purposes and some for common use. Thứ thì dùng vào việc sang, thứ thì dùng vào việc hèn. And the Bible in verse 21, it says, in verse 21, it says, those who cleanse themselves from the latter will be instrument for special purposes. Vì vậy nếu ai hanh tẩy mình khỏi những điều ô uế thì đó thì sẽ trở nên chiếc bình sang trọng. And they are made wholly useful to the master and prepare to do any good work. Được khánh hóa, phụ dụng cho chủ và sẵn sàng cho mọi việc lành.
So are we silver or gold or are we clay? Vậy thì chúng ta là bình bằng vàng, bình bằng bạc, bình bằng gỗ hay là bình bằng đất ạ? So to rebuild our own values, we have to cleanse ourselves. Vậy thì để xây dựng lại cái đời sống chúng ta cần phải thánh hóa chính mình. Bible says that if we are gold and silver, we are ready to be used by our maker. Vậy có nghĩa là bình bằng vàng và bình bằng gỗ thì chúng ta sẵn sàng cho chủ để chúng ta có thể sẵn sàng làm việc làm. And you ask me, Brother James, it's so difficult to be the article of gold and silver. Bình bằng gỗ, bình bằng đất thì khó để sử dụng hơn là bình bằng vàng, bình bằng gỗ. Well, I want to tell you, God is a source of our strength. Nhưng mà tôi muốn nói với quý bạn chị em là Chúa Ngài là nguồn của mọi nguồn sức lực của chúng ta. If we abide in Him, He will abide in us. Nếu mà chúng ta cứ tiếp tục ở trong Chúa thì Ngài cứ tiếp tục thì chúng ta cứ tiếp tục ở trong Chúa thì Ngài cứ tiếp tục ở trong chúng ta. And Emmanuel Jesus stay within us, we have the power of the Holy Spirit. Và Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta thì chúng ta có quyền năng của Chúa. You know, I like the profile, the background pictures of Sister Trina. There are a lot of vineyard and grape trees. Tôi rất là thích cái khung cảnh này tại vì nó có những cái hình của cây nho. The book of John chapter 15 says that if we abide in Him and He abide in us, we will be fruitful. Bởi vì sao ở trong Giăng đoạn số 15 nói gì à? Nếu mà chúng ta cứ ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta thì chúng ta được kết quả nhiều. Jesus says, I am the vine, you are the branches. Ta là cây nho, còn các ngươi là nhánh nho. We are connected to the vine, we bear much fruits. Vậy thì chúng ta cứ ở trong cây nho thì chúng ta sẽ sinh ra nhiều quả. So this Lunar New Year itself, I pray that all of us will be connected to our Maker that we shall have new strength. Để rồi trong cái Tết truyền thống của chúng ta như này thì chúng ta được kết nối, tôi cầu nguyện cho quý bạn chị em sẽ kết nối với Chúa để chúng ta nhận lãnh được sức mới đến từ nơi Chúa. See, you have to understand that when we are full of God's strength and power, we can break forth from our own limitations and enter into God's unlimited power. Để rồi khi chúng ta hiểu được đầy đủ sự sức mạnh của Chúa, rồi để rồi chúng ta có thể đi ra khỏi cái giới hạn của chúng ta mà chúng ta bước vào cái sự quyền hạn của Chúa, không giới hạn của Chúa, chúng ta có thể cảm nhận được những cái điều đó. Chúng ta có thể nhận lãnh được những điều đó. If we are filled with God's power, we can break from our own limitations and enter into God's unlimited power. Có nghĩa là khi mà chúng ta cứ ở trong Chúa thì chúng ta sẽ nhận lãnh cái quyền năng đến từ nơi Chúa thì chúng ta có thể vượt qua khỏi những cái hạn chế, những cái giới hạn của chúng ta và chúng ta sẽ bước vào cái quyền năng không giới hạn của Chúa mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. So I praise God that He is raising up many interpreters. Đúng rồi, tôi cầu nguyện để Chúa Ngài dấy lên càng nhiều người thông dịch lên cho Chúa. I saw that there are so many good interpreters coming up. Và tôi đang thấy ngày càng có nhiều người thông dịch ngày càng đang được dấy lên. I thank you for all my interpreters. They are doing a great job. Và tôi rất là cảm ơn nhiều cái người thông dịch, họ làm rất là tốt cái công việc dịch của họ. Thank you for their time.
Oh, cảm ơn Chúa vì thời gian của quý bạn chị em. Thank you for their sacrifice. Cảm ơn Chúa vì cái sự hy sinh của họ. And as I learn to interpret, God gives them new strength to do better and better. Khi mà chúng ta cứ học để thông dịch lời của Chúa, thì Chúa Ngài sẽ ban sức cho chúng ta để chúng ta càng ngày càng trở nên tốt hơn nữa. Can we say hallelujah today? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen Chúa. Praise God for Pastor Tu, for Sister Trina, for Sister Ha. You know, wonderful. They are doing so well. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có những người hông dịch rất là tốt như là Mục Sư Tú, chị Hạ Trang và cô Trina nữa. And I know that more and more people are coming out. Và tôi biết rằng sẽ còn rất nhiều người nữa, người hông dịch tốt cho Chúa sẽ được dấy lên. You are doing better than me because I cannot interpret for you. Mục sư nói là tôi thì có thể làm tốt hơn mục sư. Bởi vì sao? Bởi vì mục sư không thể nào dịch cái tiếng Việt của mình ra được. Mục sư không thể nào làm không dịch cho tôi được. Hallelujah. So the last thing I want to tell you is when God is doing rebuilding our life, we have to take actions. Và cái điều cuối cùng tôi muốn nói trong cái quá trình Ngài xây dựng lại cái đời sống của chúng ta đó chính là chúng ta phải hành động. And I praise God that many of you are taking time off to hear the words of God and to pray. Và tôi nói với những quý bà chị em đã dành thời gian để học lời Chúa, hãy cầu nguyện. Jesus is rebuilding our lives. Bởi vì Chúa Giêsu Ngài đang xây dựng lại đời sống của chúng ta. Just like we read the verses in the book of Amos chapter 9, God is rebuilding the nation of Israel. Và cũng giống như là chúng ta đọc trong sách tiên tri Amos trong đoạn 9 câu số 14 15 là Chúa Ngài đang xây dựng lại dân Israel. You got to believe nothing is impossible. Chúng ta hãy tin bởi vì không có điều gì là quá khó với Đức Chúa Trời. With God, all things are possible. Với Chúa thì điều gì cũng có thể xảy ra. Hallelujah. Hallelujah. And I pray that in this new year, that God will bless every one of you from the youngest to the eldest. Và để rồi trong năm mới này, Chúa, tôi chúc phước cho quý bạn, chị em, cho cả người lớn lẫn người già sẽ nhận lãnh được nhiều phước hạnh đến từ Chúa. And I also say that if we want to progress with God's strength, be careful of what we talk. Và chúng ta hãy trong quá trình chúng ta tăng trưởng với Chúa, chúng ta hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói. Be careful of what we speak. Hãy cẩn thận với những gì mà chúng ta nói. The book of Psalm chapter 19 verse 40 it say, let the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable in your sight, O God. Trong Hy Thiên nói rằng hãy để môi miệng cũng như là tấm lòng. Sorry, Pastor, I don't remember this one. Psalm. Psalm chapter 19 verse 40. 19. Chúng ta hãy cùng mở ra trong Hy Thiên đoạn số 19. Verse. Yes. 19. Verse 14. Yeah. Chúng ta hãy trong câu số 14 nói về nguyện lời nói của miệng con và sự suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài. Amen. Be careful of what we talk in this year. Chúng ta hãy cẩn thận với những gì mà chúng ta sẽ nói trong năm nay nha quý bạn chị em. You know, the people of Israelite who left Egypt, they have been complaining and murmuring. They never got a chance to enter the promised land. Chúng ta hãy nhớ đến dân Israel khi mà họ ra khỏi Ai Cập thì họ cứ liên tục phàn nàn, họ cứ lăm bầm với Môi-se và cuối cùng là gì? Họ không thể nào vào đất hứa được. They left Egypt by they never enter the promised land.
họ rơi ra được khỏi xứ Ai Cập nhưng mà họ lại không bao giờ được vào xứ hứa. Họ lại không bao giờ được vô xứ hứa. Xứ hứa đâu quà bạn chị em. So because they have been complaining and murmuring every time they face with challenges. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cứ mỗi lần mà họ đối diện với thử thách đó là họ cứ phàn nàn, họ cứ lầm bầm hoài. The next thing he said, honor the Lord with your wealth. Chúng ta hãy và cái điều tiếp theo là chúng ta hãy honor. Chúng ta hãy tôn cao Chúa với tất cả tấm lòng của chúng ta. Do not forget to honor God when He bless you. Và chúng ta đừng có quên Chúa, đừng có quên tôn cao Chúa khi mà Chúa Ngài ban phước cho chúng ta. I think we should read the verse. It's in the book of Proverbs, then I will close after this. Chúng ta, tôi nghĩ là chúng ta nên đọc cái câu này trong Châm Ngôn. I think it's in the, let me see. Proverbs chapter 3. Chúng ta cùng mở ra trong Châm Ngôn đoạn số 3. Yeah. Verse 9 to 10. Chúng ta đọc trong câu số 9 và câu số 10. Hãy lấy tài sản và hoa lợi đồng mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Như thế nhà kho của con sẽ đầy lúa mì và hầm ép rượu của con sẽ tràn rượu mới. God is the creator of the whole universe. Chúa Ngài sẽ Chúa Ngài là gì vậy? Chúa Ngài là đứng sáng tạo lên cả thế giới này. He doesn't need your offering or tithes actually. Thực tế là Ngài không gì vậy? Ngài không có cần phải nhận lãnh cái phần 10 của quý bà chị em đúng không ạ? But he wants us to honor him with our wealth and our substance. Nhưng mà Ngài muốn chúng ta phải gì ạ? Phải tôn cao Chúa với tài sản và hoa lợi của chúng ta lên cho Chúa. And when we do that, when we obey and do it, và khi chúng ta vâng lời và làm theo điều đó, Bible says that He will bless us in a big way. Chúa Ngài phán khi chúng ta lấy hoa lợi và tài sản mà tôn vinh Chúa thì Ngài sẽ ban phước chúng ta theo một con đường mới. Hallelujah. Hallelujah. Are you getting something tonight? Quý anh bạn chị em tối nay có nhận lãnh được cái điều gì không ạ? I believe you are getting something fresh and remind us that we have to be strong in the Lord. Tôi tin là quý anh bạn chị em nhận lãnh một cái điều mới và quý anh bạn cũng nhắc nhở lại cho quý anh bạn những cái điều trong để quý anh bạn chị em ngày càng vững mạnh trong lời của Chúa. Praise God. Lạy khen Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Hãy cùng cầu nguyện nhé. Father, we give thanks for your people. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì con tất cả con người ở đây. I believe you are doing something new in our lives. Con tin rằng Chúa Ngài đang làm một cái điều gì đó mới trong tất cả đời sống của tất cả chúng con. We believe you are doing something new in the church of TNI. Con tin rằng Chúa Ngài đang làm một cái điều gì đó mới trong hội thánh của Hiền Ái. We also believe you are doing something new to those who are listening this message online. Chúng con cũng tin rằng Ngài cũng đang làm một điều gì đó mới cho những ai đang lắng nghe cái sứ điệp này trên online. Father, we allow you to come into our life and take control. Chúa ơi, chúng con cho phép Chúa Ngài đến trong tấm lòng của chúng con và Ngài thống trị tất cả đời sống của chúng con. That we will walk under the power of the Holy Spirit. Để rồi chúng con bước đi bởi thẩm quyền của Đức Thánh Linh. That we will be obedient and faithful to you. Để rồi chúng con trở nên vâng lời và chúng con có kết quả cho Chúa. That we will be humble to you.
chúng con sẽ chúng con vâng lời trung tín và chúng con sẽ trở nên khiêm nhường khi chúng con bước đi với Chúa. Father, I bless everyone who is listening to this message. Chúa ơi, con cầu nguyện để bất kỳ ai lắng nghe cái sứ điệp này. That the life will never be the same again. Để rồi đời sống của họ sẽ không còn là đời sống cũ nữa. That God, you will do something new in us. Để rồi Chúa ngài làm điều nào và một điều mới trong tất cả chúng con. God is about to release a fresh anointing in your lives. Và Chúa ngài đang sẵn sàng để khai phóng sự quyền năng, sự mới tươi mới cho đời sống của quý anh đại chị em. If we abide in Him. Nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục ở trong Chúa. We thank you, Father. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. In Jesus' name we pray. Trong danh Chúa Giêsu chúng ta cùng nói. Amen. 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 Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư. Cảm ơn cô Gina. God bless you. Cảm ơn cô Gina. Chúa ban phước. Dạ thì giờ này chúng ta sẽ hiệp ý với bài gì năm gõ. Sẽ cầu nguyện đại diện cho Hội Thánh cầu nguyện cảm ơn mục sư. Xin mời bài gì ạ? Hallelujah. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa trời. Chúng con ngồi dưới bề chân của Chúa, chúng con cũng cảm ơn Chúa vì buổi tối ngày hôm nay chúng con Chúa cho mục sư đến để chia sẻ lời của Chúa cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Con xin thay mặt Hội Thánh Thiên Ái là mục sư Lý Hoài Bảo và tất cả anh chị em chúng con ở trong phòng cầu nguyện toàn cầu này cũng cảm ơn mục sư và cảm ơn cô Gina là người thông dịch. Xin Chúa cũng ban ơn cho mục sư và cô Gina cũng được sự đầy ơn của Chúa, ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước. Xin Chúa cũng ban ơn cho ông cũng được có sức dầu mới, đặc biệt sự dầu mới quyền năng để ông chia sẻ lời của Chúa cho chúng con, để ngày tới đây ông chia sẻ lời chúng con để chúng con nắm bắt, để chúng con hiểu, và Thánh Linh của Chúa cũng ở cùng chúng con, dẫn dắt cho chúng con, mở mắt, mở lòng, mở tâm, mở trí cho chúng con để chúng con hiểu, để chúng con làm theo lời của Chúa chỉ dẫn, để chúng con không phạm tội cùng Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, tất cả anh chị em chúng con và mục sư Hoài Bảo, cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư nhiều lắm. Xin Chúa cũng ban ơn cho mục sư có sứ điệp để mục sư chia sẻ càng ngày tới đây để cho chúng con nắm bắt nhiều hơn nữa. Con cảm tạ ơn Ngài và chúng con, tất cả anh chị em chúng con và mục sư dâng lên lời cầu nguyện cho Chúa, và chúng con nói rằng chúng con yêu Ngài, chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn bà dì. Xin Chúa ban phước cho bà dì. Dạ thì giờ này chúng ta sẽ, ai có nhu cầu cần cầu nguyện xin có thể giơ tay để có thể nhờ mục sư cầu nguyện cho. Xin hỏi ai có nhu cầu cầu nguyện không ạ? Ta có thể có nhu cầu cầu nguyện bất cứ điều gì chúng ta có thể nói lên để rồi mục sư có thể cầu nguyện cho chúng ta. Ai muốn cầu nguyện chúng ta có thể tự mở mic được ạ. Dạ xin mời cô Tám Lệ ạ. Tám Lệ có thể mở mic ạ. Chưa nói với mục sư cầu nguyện sau chiều giờ cái nhội dây cổ nó giật quá. Giật trên tới đầu luôn. Cô bị nhức đầu hả cô? Là dây trong cái dây chằng ở trong cổ phải không ạ? Dây thần kinh. Nãy giờ xây qua cũng giật, mà xây lại nó cũng giật nữa. Chừng hồi chị mới chừng hồi 5 giờ tới giờ thôi. Dạ. So Pastor James, so Miss Tam Lệ, she want you to pray for her. Can you turn on? Yes. What's the problem? Gai cột sống như tê giò nữa. Gai cột sống nữa hả cô? Đợi con xíu nha. She has a problem. So just in the evening, she got a problem in her neck. It means that when she turn around her head, it's still painful.
Yeah. And also she has problem in her bone, in her spine, you know. All right. Okay. And her leg, and her leg feel numb. Yeah. In the name of Jesus. Trong danh của Chúa Giêsu. We speak to the nerve. Ta nói với những dây thần kinh. We speak to the spine. Ta nói với cột sống. We speak to the bones. Ta nói với xương của nhân nổi. In the mighty name of Jesus. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. We command our sister to be healed. Ta ra lệnh cho người chị em của chúng ta phải được lành bệnh. In the name of Jesus. Trong danh của Chúa Giêsu. I command her spine, I command her neck, I command her bones. Công bố sự chữa lành đến cho cổ của cô, cho xương của, cho gai cột sống của cô và cho chân của cô. Believe that the Lord is there touching you, my sister. Hãy tin rằng Chúa Ngài đang tác động, đụng chạm trên trên người của cô. I command her to be healed in Jesus' name. Ta công bố rằng cô sẽ được chữa lành trong danh của Chúa Giêsu. Holy Spirit, fill her from the top of the head to the sole of the feet. Quyền năng của Đức Thánh Linh chữa lành cô từ trên đỉnh đầu cho đến gót chân. Feel her now in Jesus' name. Chữa lành cô ấy ngay bây giờ trong danh Chúa Giêsu. Touch her. Đúng chạm cô ấy. Heal her. Chữa lành cho cô. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Be healed and be healed. Hãy được chữa lành, hãy được chữa lành. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Praise God. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Thank you. Dạ, xin mời chú Thiện ạ. Chú Thiện có thể mở mic ạ. Thầy Khải, nhờ mục sư mà cầu nguyện cái cột sống mà từ sáng đến giờ nó nhức, cúi xuống mà đứng lên là nó nhức cái cột sống. Cột sống. Pastor James. So, Mr. Hien here, she feel problem about her spine also. Tell him for the meantime, do not carry heavy things. Yeah, yes. Can you repeat that? Don't carry heavy things. Chú mục sư nói là mình đừng có mang cái gì nha. Có nghĩa là cuộc sống mình đang bị như vậy thì mình đừng có mang vác cái gì hết. Không có làm gì nặng hết trơn. He told that he didn't do anything which is too heavy. Yeah, the second thing is when she sit down, make sure you sit upright. Sit up straight. Mục sư nói là khi mà chú mà ngồi thì hãy ngồi đúng, hãy ngồi hẳn như vậy nè. Đó, hãy ngồi hẳn giống như vậy. Hãy ngồi đúng cách. Đó. Just at the same time, your mattress make sure it is not soft, too soft. Hãy bảo đảm là mình ngồi nó không có quá hấp ha, hãy ngồi hẳn như vậy. Because all these affect your spine. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình ngồi không đúng cách thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái cột sống của mình. Let's pray in Jesus' name. Và bây giờ mình hãy cùng nhau cầu nguyện ạ. We command our brother Chu Tien to be healed from all spine problems. Chúa ơi, con cầu nguyện để cho chú Hiền của con sẽ được lành bệnh khỏi mọi cột sống. In the name of Jesus, we command him to be healed in Jesus' name. Con công bố rằng trong danh của Chúa Giêsu, chú Hiền sẽ được chữa lành. We command the spine to realign to its normal structure. Con cầu nguyện để cho cuộc sống của chú Hiền phải được thẳng hàng, phải được trở lại bình thường trong danh Chúa Giêsu. Let your healing power fall on him
Jesus name. Hãy để quyền năng của Đức Thánh Linh đổ đầy trên chúng con. Be healed in the name of Jesus. Hãy được chữa lành trong danh Chúa Giêsu. Be healed in the name of Jesus. Hãy được chữa lành trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Praise God. Lạy khen Chúa. Amen. Bác Thiện ơi, bác Thiện mở mic ra, bác Thiện kiểm tra thứ ơi. Praise God. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa chữa lành cho bác Thiện. Cảm ơn Chúa. Dạ, xin mời cô Nam Hiên ạ. Cô Nam Hiên có thể mở mic ra. Praise God. Con thấy cô Nam Hiên có giơ tay nè. Mà cô Nam Hiên có thể mở mic ạ. Check your bones. Ừ. Mình kiểm tra lại cột sống của mình với lại xương của mình ạ. Praise God. I want to pray for everyone now. If you are everybody, if you are not well, you got pain in your body, I want to pray for everyone now. Bây giờ là tôi muốn cầu nguyện cho tất cả quý anh bạn chị em nào đang cảm thấy không khỏe trong người, cơ thể của mình cảm thấy không khỏe, thì tôi sẽ cầu nguyện cho tất cả quý anh bạn chị em luôn ạ. Whatever problem you have in your physical body, I want to pray for everyone. Bất kỳ những cái gì liên quan đến cơ thể vật lý của mình mà mình có cảm thấy đau hay mệt, bất kỳ cái gì gì mình hãy giơ tay lên nhận lãnh và tôi sẽ cầu nguyện cho tất cả các bạn chị em. In the mighty name of Jesus. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. We command all spine problem to go in Jesus' name. Ta công bố tất cả những bệnh liên quan đến cuộc sống phải đi ngay lập tức. We command all spine to be healed in Jesus' name. Ta công bố những cái xương cuộc sống phải được chữa lành ngay lập tức. If you have pain in your neck, in the name of Jesus, I command all neck to be healed. Và nếu quý bạn chị em nào bị đau cổ, trong danh Chúa Giêsu hãy nhận lãnh sự chữa lành cho cổ của mình. I command your neck to be healed in the name of Jesus. Tôi công bố sự chữa lành cho cổ của quý bạn chị em. You got any pain of your bones in the name of Jesus, I command all pain in the bones to go. Tôi công bố nếu quý bạn chị em nào cảm thấy cột sống hay xương của mình có vấn đề, tôi công bố sự chữa lành đến cho xương. I command your bones to be healed in Jesus' name. Ta công bố sự chữa lành đến cho xương của quý bạn chị em trong danh Chúa Giêsu. You got the stomach problem, you know, digestion problem. I command your stomach and your intestine to be healed in Jesus' name. Và bất kỳ quý bạn chị em nào bị đau bụng hay là hệ tiêu hóa hay là có vấn đề gì, ta công bố sự chữa lành đến cho tất cả những bệnh liên quan đến bụng. In the mighty name of Jesus, all hearing problem, I command all hearing to be healed in Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu, tôi công bố tất cả liên quan đến bệnh sẽ được chữa lành trong danh Chúa Giêsu. I command your hearing to be restored in Jesus' name. Tôi công bố sự chữa lành của Chúa sẽ đến và khai và khôi phục cho quý bà chị em. Lord, you are the healer. Chúa ơi, Chúa Ngài là đấng chữa lành. You are the lover of our souls. Chúa ơi, Ngài là đấng yêu thương tất cả linh hồn chúng con. I pray for revival to come upon everybody in Jesus' name. Và Chúa ơi, con công bố sự phấn hân của Chúa đến cho từng quý bạn chị em của chúng con. Let the fire of the Holy Spirit fall on everyone now. Receive the fire of the Holy Spirit. Chúa ơi, con công bố lửa của Đức Thánh Linh sẽ giáng xuống cho tất cả từng người một trong quý bạn chị em của chúng con. Hãy nhận lãnh điều đó ngay bây giờ trong danh Chúa Giêsu. Receive the fresh fire of the Holy Spirit now. Hãy nhận lãnh sự tươi mới của Đức Thánh Linh ngay bây giờ trong danh của Chúa Giêsu. Receive the revival that God gives you. Hãy nhận lãnh sự phục hồi, sự phấn hưng của Chúa cho quý bạn chị em. In the name of Jesus, that your life will never be the same. Trong danh Chúa Giêsu, hãy đời sống của quý bạn chị em sẽ không còn như trước nữa. Do something new in our lives, God. Hãy làm điều một điều gì đó mới cho Chúa trong danh Chúa Giêsu. There's a brother here, Vogan.
Có một người anh em ở đây tên Võ Gân, Võ Gân, con mời chú Võ Gân ạ. Võ Gân. Võ Gân, Võ Gân. Dạ. Yeah. In the name of Jesus. Trong danh của Chúa Giêsu. Võ Gân, can you please raise your hand? Chú đây là lời dành cho chú Võ, bác Võ Gân có thể giơ tay lên không ạ, bác Võ Gân ạ? Raise your hand, surrender yourself to the Lord. Giơ tay lên và hãy đầu phục. Giơ tay lên hồng phục Chúa ạ. Bác Võ Gân. Let the fire of the Holy Spirit fall on him now in Jesus' name. Lửa của Đức Thánh Linh sẽ giáng trên đời sống của bác ngay bây giờ. Heal him and restore him. Hãy chữa lành và phục hồi bác. Be restored in the name of Jesus. Hãy được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Be healed in the name of Jesus. Hãy được chữa lành trong danh Chúa Giêsu. I bless my brother in Jesus' name. Con chúc phước trong cho người anh em con trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ngợi khen Chúa. Okay. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Thank you. Thì giờ này chúng ta cũng đã được cầu nguyện chữa lành. Mục sư vừa mới cầu nguyện cho chúng ta. Giờ này chúng ta có thể mở mic và cảm ơn mục sư và cảm ơn cô Gina. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư. Chúa ba muốn mục sư, gia đình mục sư khỏe với cô Gina. Dạ. Yeah. Anh chị. Chào tất cả. Thank you, Pastor Sam. Cảm ơn cô Gina. God bless you. Chúc mừng cô Gina. Chúc với cả các cô chú, anh chị em. Yeah. Chúa ở Thánh Liên Ái này năm mới được bình an, năm 2022 này nhà được dồi dào sức khỏe chưa? Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Amen. New Year. Yeah, I pray that God will bless everyone abundantly in Jesus' name. Tôi cầu nguyện sự chúc phước của Chúa được dư dật trên đời sống của quý anh bạn chị em. Em. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yeah, yeah. You've done a fantastic job. Rất là tuyệt vời, một công việc tốt. Dạ cô. Cô Gina, cô có thể nói với mục sư là trước khi mục sư rời đi có thể cầu nguyện chúc phước cho hội thánh ạ. Dạ. Pastor James, they want you to bless them and pray for them. Pastor, please turn on the mic. Let's surrender ourselves to God. Chúng ta hãy đồng phục Chúa, hồng phục Chúa. Lord, we give thanks because you are giving doing something new in our lives. Chúa ơi, con cảm Chúa vì Ngài là Chúa của tất cả chúng con. We surrender ourselves to you. Chúa ơi, chúng con đầu phục, hồng phục đời sống của chúng con lên cánh tay của Chúa. Today, I bless everyone in Jesus' name. Chúa ơi, con ở đây con chúc phước cho từng người một trong trong phòng Zoom này. Amen. I bless their help. Con chúc phước cho sức khỏe của quý bạn kia. Amen. I bless your work. Tôi chúc phước cho quý bạn chị em. Amen. I bless your coming and going out. Tôi chúc phước cho tất cả quý bạn chị em khi đi ra cũng như khi đi vào. Protect every one of them and deliver them from all harm. Chúc phước cho họ và giải phóng cơ, giải cứu họ tất cả mọi điều. Yes. May your heart be filled with the peace and joy of Jesus. Yeah. Hãy để cho tấm lòng của họ được đầy dẫy sự vui mừng cũng như là sự bình an đến từ Chúa. In Jesus' name I bless them. Trong danh Chúa Giêsu con chúc phước cho họ. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Thank you.